Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài test cuối cùng của phần Mosword này. Bài test số 3. Ở đây là Roget số nhất. Thứ nhất ha, chúng ta sẽ bữa nay sẽ dạy Roget số nhất. Roget số 1 của cái test 3 này có 7 task. Chúng ta sẽ giải từng được các task nha. Chọn task 1 nha. Task 1 thì ở đây nó nói là nằm tại file highlight.xl. Thì nó có một trong thư mục Matrix Template đó, có một cái file này. Đó, file gọi là highlight, đúng không bạn? File Excel highlight. Mình mở lên nha. Mở lên. Trong document nè, trong Matrix Template nè có một cái file highlight nè. Mở lên nha. File này thì là một cái file Excel. Đây file Excel có nội dung nè, ngày nè, thời gian nè, title nè, room nè, track nè, vân vân. Nó có thông tin đây, đó một cái file. Thì nó nói là hãy insert cái nội dung của cái content là nội dung bạn, nội dung của cái file này vào cái đoạn dưới đoạn test này. Thì để insert cái nội dung thường mình sẽ sao bạn? Mình sẽ bôi hết là copy nó dán vô, đúng không bạn? Nhưng nếu mà bạn làm vậy thì lập tức cái phần mềm sẽ chấm bạn làm sai, được chưa bạn? Làm sai. Thì do đó bạn sẽ không làm như vậy. Các bạn sẽ đến đúng đoạn test yêu cầu đó. Below a highlight session you will want to attend. Chỗ này bạn. Bạn ở chỗ đây được chưa? Ở chỗ đây tôi rõ nè, thấy không? Rồi tôi sẽ chọn insert. Trong insert này có offset đây bạn. Được chưa bạn? Offset. Thì bạn sẽ lựa chọn một trong hai object, object gọi là test of file. Thì test of file là dành cho những cái file TT file test bạn, file Word chẳng hạn. Còn file object là dành cho những cái file còn lại, mình sẽ chọn object. Thì ở đây có hai thứ, đó là tạo mới hoặc là tạo từ một file, đúng không bạn? Mình sẽ chọn tạo từ cái file, tại vì file đó là file highlight, đúng không bạn? Chọn đường dẫn các bạn, browse, rồi vào document, chọn g matrix template, chọn highlight, rồi ấn insert. Nó tạo ra một đường dẫn đến file highlight, rồi bạn ấn ok. Chờ trong vài giây thì nó sẽ insert hết nội dung của cái file Excel vào đó, đây. Ngày, thời gian, tiêu đề, phòng và track gì nè, đó. Bạn thấy không? Đây có đầy đủ thông tin rồi. Như vậy, các bạn khi mà muốn bỏ thông tin của một cái file nào thì mình sẽ dùng chức năng insert và offset nha bạn. Lưu ý nha, insert, offset nha. Chứ bạn không cần mở file copy vô. Copy như vậy là chưa tận dụng hết chức năng của Word nha bạn. Rồi, đánh dấu hoàn thành. Rồi, task số 2. Task số 2 là hyperlink. Hyperlink là tạo liên kết email. Email nằm cái địa chỉ email nằm tại below ở dưới chữ ký bạn, ở dưới chữ ký ở trang cuối cùng. Đây chúng ta có email này. Được chưa? Bạn dễ dùng con chuột nè, bạn kéo qua và về lùi lại. Đó, bạn chọn đúng test đó thôi. Thì đoạn văn này nó hiển thị là điền cái hiển thị là gửi đến email là registration.riso.org vào cái với cái chủ đề là registration đấy bạn. Thì bạn bôi chọn này rồi bạn chọn insert và hyperlink hoặc chuột phải hyperlink, cái nào cũng được các bạn. Thì đây nó ra một cái bảng như vậy. Thì cái bảng này bạn chọn là email address, được chưa bạn? Email address. Thì test to display á, là cái từ mà nó có sẵn, nếu bạn mình sẽ điền lại thôi. Registration, đúng không? Đúng không chưa? Registration a cộng viso.org. Thế chưa bạn? A cộng viso.org. Tiếp theo email tới bạn sẽ điền theo cái nội dung của đề bài bạn là gửi đến địa chỉ đó luôn. Vai show bạn không có r bạn, có chữ nhầm lẫn. Chấm .org. Chưa? Rồi, tiếp theo chủ đề. Chủ đề là mình sẽ được chưa bạn? Như vậy bạn đã điền hoàn thành. Rồi, ở đây mình sẽ ấn OK. Như vậy nó đã tạo một cái đường dẫn.
Khi bạn ấn con chuột ấn giữ control và ấn list vào đây, nó sẽ gửi email đến một cái địa chỉ để cho bạn. Rồi tiếp theo. Hoàn thành rồi, chuyển qua tab 3. Hãy navigate là di chuyển tới bạn, hãy di chuyển tới bookmark là taxi được bạn, và xóa đi cái dòng đó. Thì để di chuyển đến đó, mình vào menu là home. Trong home mình sẽ chọn là file được bạn, file chức năng là go to được cho bạn, go to. Thì bạn chọn chức năng go to thì bạn chọn đến cái go to watch nè, bạn chọn bookmark. Thì bạn sẽ lựa đúng cái tên yêu cầu của đề bài là taxi để bạn chọn ấn một phát là ấn đóng lại. Thì nó đã di chuyển đến cái đoạn test mà mình đã bookmark sẵn rồi. Mình dùng dấu backspace để xóa nó đi. Như vậy là xong. Task số 3, người ta kêu xóa đi như bạn. Rồi, task số 4. Task số 4, hãy chuyển cái trang này dạng là cái hướng nó là bottle, bottle là hướng dọc bạn. Trang này đang nằm ngang, in ngang, mình sẽ chuyển gì? In dọc. Thì để chỉnh về cái hướng theo chiều bottle thì bạn sẽ vào ngay chỗ là layout bạn. Layout bạn. Thì ở layout thì mình sẽ có cái hướng chỗ này bạn. Bạn sẽ chọn lại cái hướng dọc của bạn. Đây. Đó, như vậy nó xây mẫu giấy theo chiều dọc được chưa bạn? Rồi đơn giản đúng không? Rồi đánh dấu xong. Qua task số 5. Chuyển cái theme của văn bản này thành là integral đúng không bạn? Thì đây văn bản là một cái format sẵn của nó. Thì hiện giờ mình cần phải thay đổi đúng một cái theme. Thì theme là gì? Theme là chủ đề. Chủ đề là tập hợp các phông chữ màu sắc nhân dân. Thì mình vào design nè. Bên đây có theme nè bạn. Bạn sẽ lựa đúng cái tên yêu cầu của đề bài. Nó hơi nhiều nha bạn. Bạn cẩn thận lựa cho đúng. Đây, nó có sẵn đây. Bạn vào thì màu nó sẽ khác. Đó, thấy không? Màu khác, đúng không bạn? Ấn vào đây nó sẽ màu khác. Rồi, ấn vào nha. Như vậy mình đã làm xong tách này. Ấn vô là xong rồi. Rồi, qua số 6 nha. Thêm vào một cái footer bạn. Với cái tên là Ion đá, đúng bạn. Thì bây giờ mình thêm footer vào. Thì mình sẽ vào Insert. Rồi footer đây. Footer đây mình sẽ liệu cái style của mình là đây, ion đá hả bạn. Kiểu như màu tối bạn. Ấn vào đây. Đó, như vậy là xong, được chưa bạn? Ấn vào xong. Rồi chuyển qua tab 7. Config là điều chỉnh word của mình là không có in cái nền. Thì để cái chỉnh cái quạt mình không có in cái nền ở sau bạn. Chúng ta đóng này lại nha. Để chỉnh cái quạt mình không có in đóng là ở sau bạn, mình sẽ vào file nè. Option nè. Nguyên cái tab này rất là nhiều thứ bạn. Thì bạn sẽ chọn là Advanced nè. Và di chuyển chuột đến cái phần in. Print nè, đó, in nè. Bạn sẽ tắt cái chỗ là Win in background được chưa bạn? Nó kêu là NOS đúng bạn. NOS thì mình in chết nó. Sau đó mình sẽ ấn OK. Ấn OK các bạn. Thì tôi sẽ di chuyển cái này lên trên. Cái này lên trên cùng ha. Lên. Đó. Sẽ ấn OK chỗ này. Mình sẽ ngay chỗ này mình sẽ tắt chỗ này và ấn OK chỗ này. Như vậy tôi đã làm xong bài này được chưa bạn? Tôi đánh dấu hoàn thành. Như vậy bạn đã làm xong rồi test số 1 rồi đó. Rồi test số 1 cực kỳ đơn giản đúng không? Như vậy các bạn sẽ dễ dàng mà hoàn thành cái bài này. Hy vọng giúp ích cho các bạn. Hẹn các bạn ở rồi test số 2 nha. Đây chúng ta sẽ kiểm tra coi làm đúng hay sai. Đúng hết nha bạn. Như vậy chúng ta đã hoàn thành cái process số 1 của test 3. Hẹn các bạn gặp ở process số 2. Chào các bạn nha.